Rồi, tiếp đến là cái bảng LED 12V. Con này công suất của nó rất là khủng luôn. Công suất của nó là 70W lận. Đấy, phe nhôm tản nhiệt dày dẫn. Rất dày nhôm này. Và anh em dùng 12V nó không hề nóng một tí nào luôn. Những cái chip LED của nó thì cực nhiều luôn. Đó, thì mình chỉ việc dán ấy vào đây thôi. Thì em có một cái bộ điều khiển như này, em sẽ hàn sẵn cho anh em mình về mình điều khiển từ xa. Đấy, điều khiển từ xa rồi là mình dùng qua một cái con nguồn như này nữa là rất là ngon. Thì em sẽ hàn luôn như này cho anh em mình nhá. Cái này anh em mình dùng một là các bác dùng cho em là bình ắc quy 12V. Hai là dùng cho em một cái con nguồn như này, thay thế các bóng thông thường luôn. Nó rất là sáng và anh em biết rồi, nếu mà mình dùng cái dòng 12V ấy thì nó siêu tiết kiệm điện. Mà ánh sáng của nó cực là sáng luôn các bác nhá. Nếu mà các bác cho vào các xưởng chiếc cũng được luôn nha các bác. Đó, bây giờ em sẽ cắm chơi luôn một con nguồn như này. Đó, thì bây giờ là ánh sáng nó lên rồi. Ánh sáng thì nó sáng cực kỳ luôn như này. Ánh sáng trắng luôn các bác. Trắng xóa luôn. Và đây, còn một con điện đầu mót. Đầu mót này thì anh em có thể tắt bật ở đây, tắt bật thông thường ở đây. Đấy, một cái nút ở đây. Tắt bật thông thường. Và tiếp theo thì nó có tính năng là giảm 50% công suất này. Đấy, giảm thì nó không tương thích với camera thì nó hơi nháy một chút. Giảm tiếp tục 25%. Đấy, bình thường nó không nháy đâu nhá. Giảm 25% và anh em muốn tắt đi thì các bác ấn cho em cái màu xanh như này. Đấy, cái nút màu xanh như này là ánh sáng của nó là nó trở về là thông thường. Anh em nhá, cái nút màu xanh này thì nó chuyển sang cái chế độ khác, còn đây là mình sẽ thay đổi, ví dụ như là 50% này thì sẽ giảm đi này, 25 này, đấy, giảm đi này. Đó, tăng lên 100% thì anh em ấn 100%. Còn trên này những cái mod, thí dụ như là anh em mình có thể thay đổi cái chế độ nháy. Ở đây thì nó có mấy cái chế độ nháy như này. Rồi, bên này thì nó sẽ có hai cái cộng trừ này. Thì anh em muốn cho nháy chậm đi. Đấy, em cho nháy chậm lại này. Mình sẽ ấn bằng nút đây, cho chậm lại này. Chậm hết cỡ luôn. Là nó nháy cảnh báo như kiểu là... Đấy, như này. Nháy cảnh báo như này. Ánh sáng của nó rất là tốt luôn. Và nó có cái nhôm tản nhiệt này, nó cực kỳ là ngon này. Nếu các bác không muốn nháy nữa thì các bác ấn nút màu xanh đây, màu xanh này. Tắt đi này, nó sẽ là màu sáng thông thường như vậy. Đó, con này nó sáng rất là ác luôn mọi người ạ. Sáng gọi là sáng chói chang. Tiếp theo một vài tính năng nữa thì đây nó sẽ là tính năng nháy dần như này. Đấy. Rất là nhiều tính năng mình cho nháy nhanh, nháy chậm này. Vài tính năng nữa. Đó, rất là nhiều tính năng ở đây. Và cái hay của con này nó nắng mưa là chịu ok luôn. Cái hay của cái thằng này là nó có thể chịu nước. Vâng, nó chịu nước rất là ok luôn anh em nhá. Chịu nước kể cả ngay như cả các bác tưới luôn và ngâm luôn vào dưới nước cũng không ảnh hưởng gì. Đấy, và nó sáng cực kỳ luôn. Đây, hiện tại là bây giờ ngoài trời vẫn sáng như này. Nhưng mà em soi lên này. Đấy, bỏ ra này, soi lên này. Đấy, bỏ ra này, cực kỳ là sáng luôn. Một con LED như này. Đấy, ngoại trừ một điều lưu ý cho em nhá, là cái mạch như này thì anh em nhớ là bảo vệ nước cho em, hoặc là anh em nối dây dài ra cái mạch này để trong nhà nhá, để trong nhà anh em dễ điều khiển. Đấy, rất là hay luôn. Đấy, rất hay luôn, ngâm nước các thứ thoải mái luôn. Tại vì cái chỗ này nó là sử dụng silicone rồi, cực kỳ là ngon lành. Có cái chảo mà nó lại không vừa cái này. Đấy, nói chung là anh em mình ngâm nước thoải mái nhá. Ngâm nước thoải mái. Thì cái mặt này nó là mặt silicone nên là các bác yên tâm một điều như là như vậy. Em sẽ đo cái phần kích thước cho các bác coi này. Chỗ này nó là 10 11 nhá. Chiều ngang 11 và chiều dài là 22 phân. Đó. Hình chữ nhật. Về các bác dán vào bắt vít vô cũng được. Đấy, rất là ngon luôn. Giá cho một bộ như vậy kèm mạch điều khiển như này cho anh em, giá là 150k trên một bộ. Đó, về các bác
thay hết cái bóng giả đèn led của các bác, bóng của nhà các bác sang cái dạng này là siêu tiết kiệm điện năng. Tiền điện của các bác là giờ nó cực kỳ rẻ. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu đến cho anh em mình đó là những cái đầu nối dây điện nhá. Đầu nối dây điện này nó rất là chất lượng, 600V 32A. Đấy, bằng nhựa ABS xịn sò. Có đầu điện mình sẽ xài từ 0.08 cho đến 4mm. Đấy, 4mm. Đấy, rất là xịn sò luôn. Mình chỉ việc nâng này lên để mình nối điện. Ví dụ như anh em cần test một sản phẩm nào đó, đây em sẽ tuốt một cái dây điện này cho các bác, nhét vô cho anh em mình coi ha. Đấy, nó rất là chắc nhá. Dùng cái này rất là nhanh, gọn, chắc. Để anh em độ chế hoặc là mình muốn xài không cần băng dính điện nữa thì mình đưa vô đây này. Đấy, gạt lẫy xuống. Đó, gạt lẫy xuống rất là chắc nhá. Rất chắc vô cùng luôn. Đó. Và cái đầu này nó rất là to. Để anh em mình đưa vào đây, cỡ lớn là 4mm nhá. Dây cỡ lớn là 4mm là đút vừa. Đấy, dây ống dây điện 4 á. Em gửi đến cho anh em cái này là 4.000 đồng một cái. Đấy, và đi đơn từ 10 chiếc trở lên. Bắt đầu từ 10 chiếc là 40.000 đồng một mã. Tiếp theo ấy, em có một ít cái led này. Đấy, vỉ led này. Vỉ led này nó là vỉ led led cao áp. Led cao áp thường thường người ta hay dùng vào led led lá đèn đường ấy mọi người. Thì nó sẽ tích hợp cái driver ở đây rồi, mình chỉ việc hàn chân nóng lạnh vào đây là anh em dùng rồi, dùng thôi nhá. Đó, thì bây giờ em sẽ test thử luôn cho anh em mình. Cái mắt này thì nó nhỏ gọn thôi. Đây, bản của nó là 4 này, ngang 4 này và dài là 6. Đấy, dài là 6 phân. Hàn lửa và nguội ở đây thôi. Lửa nguội. Rồi, cái này dòng này nó công suất của nó là được 50W một quả nhá. 50W một quả thì nó sản xuất cho dành cho cái dòng led lá như vậy. Đây. Dòng led lá như vậy thì led lá này nó sẽ có dạng một mắt này, hai mắt và ba mắt. Đấy, thì mình cháy cái này á thì mình sẽ có thể dùng cho em cái mắt led này vào đây. Đấy, để cái phe nhôm tản nhiệt cho nó rồi, hoặc anh chị em có cái đuôi đèn mà có những cái phe nhôm xịn như này này thì anh em đấu luôn vào đây cho em này. Đấy, đấu luôn vào đây cho em. Thí dụ như cái này nó cháy, anh em đấu luôn cho em vào đây thì công suất 50W. Thì cái phe nhôm này nó tản nhiệt cho nó thì nó bền cái mắt led nhá. Bền cái mắt led. Đó. Như con này thì em hàn sẵn vào đây rồi. Thì mọi người tháo cho em cái này ra và úp lại thôi. Đấy, úp lại như này cũng được. Đấy, úp lại và mình sẽ bắn vô vào. Bắn vô cái này vào đây thành hình phẳng. Hoặc anh em có cái nhôm ngon rồi thì bắn thẳng trực tiếp vào đây cho em luôn. Đấy, bắn thẳng trực tiếp đây. Tạo một cho nó một cái gen mới. Đó. Là mình có nghe một cái quả bóng ngon ngon lành rồi nhá, ngon lành. Đấy, hoặc như một cái này em có một cái chóa đèn như này, đây là cũng là cái phe nhôm ngon này. Đấy, em lắp luôn vào đây rồi này. Và bây giờ em sẽ test cho anh em mình coi luôn nhá, test luôn. Quả dây này cũng không có cái đầu cắm thì là phải nối điện nè mọi người ạ. Đợi em một chút xíu nha, sẽ nối thêm một cái đoạn dây khác. Đó, rồi, em test luôn cho anh em mình coi luôn nha. Đó, rất sáng nhá. Đây, ánh sáng của em nó đây. Em sẽ tắt điện đi cho anh em mình coi luôn. Đấy, ánh sáng của nó đây các bác nha. Đấy, công suất của nó là được 50W, nó dành cho cái dòng led lá như này nhá. Nó phục vụ cho cái dòng led lá như vậy. Đấy, còn anh em mình độ chế cho vào cái bóng nào đó thì anh em mình cho cũng được luôn ha. Đó, và đây em sẽ test thử cái con này. Con em cũng độ sang một cái đèn. Em độ cho anh em mình coi cái đèn này rồi. Cũng ghim điện luôn. Đây là con pha bị hư bóng. Đây, mọi người. Đó, con pha đang bị hư bóng này. Đấy, rất xịn sò luôn.
Đó, để anh em mình thẩm nhá, Con này công suất 50W. Công suất của nó là được 50W một bóng. Rồi, đó là cái mẫu bóng led như vậy. Đấy, rất sáng này mọi người. Rồi, đây là những cái mẫu led rất là nhiều. Em gửi đến cho anh chị em một bóng như này này. Một mã bóng led như này. Nó là 40.000 đồng anh em nhá. 40.000 đồng một mắt led như vậy. Và anh em hàn cho em chân lửa chân nguội về đây thôi là mình xài được điện 220. Tiếp theo thì về được ít cái tô vít 36 chi tiết mọi người ạ. Thì cái bộ này xịn lắm mọi người, có tổng thể của nó là 63 chi tiết lận. Đấy, để anh em mình xài một cái tay nhôm như này. Tay nhôm này để anh em vặn đấy, xoáy những cái linh kiện nho nhỏ như cũng có những cái BH2 nha. Có những cái đầu BH2 này luôn này. Đấy, đầu BH2 luôn mọi người. Và cái này nó là từ tính nhá, từ tính nó tự hít vào đây cho nó nạp từ cho những cái đầu như này, đầu trên, đầu hoa thị này, đầu BH này. Đấy, chất thép là CRV này, đầu BH0000 luôn. Đấy, đầu những cái đầu rất là nhỏ. Đấy, các bác nào mà chuyên sửa chữa đồng hồ cổ hoặc là các thứ anh em mình không thể nào mà bỏ qua được cái bộ này. Đấy, đầu hoa thị to này. Đầu hoa thị này. Có lỗ luôn này mọi người. Và có những cái đầu này. Đấy, đầu điện này là cực kỳ là khó kiếm luôn này mọi người. Đấy, mình sẽ cầm mình này mình sẽ xoáy thôi. Tại vì đây là nó có những cái đầu này là xoáy rất là tiện. Một tay mình tì, một tay mình xoáy. Đó. Mặt đằng sau này cũng có luôn nhá mọi người. Đấy, rất nhiều. Đầu dẹp này. Đó, đây là một cái bộ tô vít nó rất là tổng hợp rất nhiều đầu. Dùng xong anh em mình đưa vô đây. Đấy, ấn nó vào. Rồi. Mẫu này anh em nào lấy thì giá là 190.000 nhá, 190.000 cho bộ tô vít tô Yamaha 63 chi tiết như vậy. Sản phẩm tiếp theo thì em về được ít cái dòng ổ cắm công trình. Đây, dòng này chống va đập. Đấy, chống va đập cho anh em mình mang đi công trình mình đấu điện rất là bền. Dù có rơi từ trên cao xuống cũng rất là bền. Và đây con này nó sẽ có ba chân cắm dẹt và tròn và cộng thêm những cái chân cắm chéo như này nữa này. Đấy, chân cắm chéo như vậy. Thì cái này mình sẽ xoáy ra và đấu rồi thôi. Cái lỗ này nó rất là to để cho những cái dòng dây Zulo ấy. Nó to như đầu ngón út như này vẫn vừa luôn ha. Đấy, đây là dòng ổ cắm 16A 250V. Đấy, nó được làm bằng dạng silicon dẻo ấy mọi người. Đấy, đây này. Nên nó chống vỡ cho anh em mình ngon lành luôn. Giá 50.000 một ổ nhá. 50.000 một ổ. Anh em nào lấy thì báo em nhá. Tiếp theo thì em về được một ít cái đổi nguồn. Đổi nguồn điện. Con này em thấy nó rất là chất lượng để anh em mình cắm những một số những cái máy móc lọc khí hay là những cái máy motor hay là những cái gì nó dùng điện 110 anh em xài như này thì em đổi nguồn. Hàng rất là ngon, em bóc cho anh em mình coi luôn nhá. Con này nó là cục biến thế điện có cả công tắc điện và đầu ra. Cái này nó được làm, nó làm rất là xịn sò như này. Nó quấn trong nó làm rất là xịn sò. Công tắc on off, đầu điện ra là 110 và max volume ra là 200W. Đấy, 200W anh em nhé. Thì các bác dùng những cái biến áp, những cái công việc mà nó điện nó từ 200W đổ về, 200W đổ về anh em xài con này được rồi. Đấy, rất là ngon. Giá cho một con như này, thì em ghi ra đây. Rồi, giá cho một cái như này nó là 195.000 đồng. Đấy, biến áp 200W. Biến áp 200W, 195k. Anh em nào cần thì báo em nhá. Tiếp tục là em có cái bộ bấm móng 3 như này. Anh chị em nào cần cái bộ bấm móng này để mình về mình bấm móng hoặc là tặng quà tặng cũng được, rất là hay. Em có tháo ra một bộ đâu ta. Đây, em cũng khui ra một bộ luôn nữa cho anh em mình tham khảo nhé.
Hàng này nó là cái hàng hàng nó là hàng siêu thị mà nó về được đấy anh em ạ. Đấy, nó có một cái hộp mà hộp này là hộp đựng và trong này một số cái giấy tờ giới thiệu các thứ đấy, thương hiệu Winling. Đấy thì nó sẽ có bao gồm cho anh em mình là ba cái bấm móng, thì nó ở trong cái hộp này hết này. Mọi người xài xong á là mọi người để vô đây. Cái này tặng người yêu hay bà xã nhà mình rất là thích này. Em cho anh em mình xem cái chất lượng của nó nhá. Cái này nó được làm bằng hợp kim nhôm nhá. Hợp kim nhôm của nó thì cực kỳ là cứng cáp, kết hợp với bằng inox nữa. Nó có cái phần khay đựng cái bấm móng, ví dụ như anh em bấm móng ấy, nó không bắn ra cái nền nhà hoặc là bắn vào người đối phương người ngồi bên cạnh. Đó. Rất khít luôn. Khi mình cắt thì nó bắn như này, nó kêu như này này. Đấy. Rất tiện lợi để bấm cho các em nhỏ nhà mình này. Rồi là mình xài, rồi có thể mình rũa đây, bóc cái xanh này ra cho em nhá. Inox và kết hợp với hộp kim gang, thương hiệu logo Winling được làm nổi hẳn lên như vậy. Đấy, nó sẽ có ba cái bấm móng và bấm khóe móng và bấm móng lớn, ba cái như vậy. Hàng cực kỳ chất lượng. Giá thành chỉ có 120.000. 120.000 một bộ như này. Đó, anh chị nào mà đang có nhu cầu về cái bộ này thì báo em Thanh gửi cho nhá. 120.000. Về làm quà tặng rất là lịch sự luôn và nó rất dân dụng. Ai ai cũng phải cần, ai ai cũng phải dùng. Ngoài ra em còn sót được vài cây Zippo. Hai cây Zippo hàng Mỹ, Made in USA. Con này hàng xịn luôn anh chị ạ. Hàng xịn luôn. Nó về kèm lô bãi thì nó mới có giá tốt nhá. Made in USA. Đời 2021. Đấy, đời 2021. Mới nên là chưa có dầu, chưa có xăng, về các bác về tự đổ nhá. Đấy. Về các bác tự đổ. Anh em nào hay hút thuốc hoặc là sưu tầm những cái đồ Zippo thì mình dùng con này. Đó. Nghe tiếng này. Rồi đây này. Rút ra bên trong này thì đời 2021 và Made in USA nhá. Zippo. Mới 100% như vậy. Rồi, giá chỉ có 220.000 một cái thôi anh em ạ. Cực ngon, giá thành rẻ, anh em dễ sử dụng. Đời 2021, nếu mà anh em mà mua ở ngoài quán thì đâu đó em cũng không nắm được chính xác giá, nhưng mà không có bao giờ có cái giá vài trăm nghìn đâu. Đó, rồi, các bác nào cần thì báo em nhá. Vừa nãy thì em mới chia sẻ đến anh em một cái bộ tăng đơ Đức rồi. Đấy, bây giờ tiếp tục là có một cái sản phẩm này nữa, đó là bộ máy cạo râu hàng thương hiệu Bốt, hàng của Đức luôn các bác nhá. Con này cực kỳ là chất lượng. Được làm full inox này anh em này, rất là khỏe. Một con như này anh em mình có thể sử dụng trong vòng 1 tháng được, không cần phải sạc điện nữa. Đó. Thì sản phẩm nó bao gồm cho anh em là một chai dầu, một cái rắc sạc USB và một cây chổi. Đấy, như vậy thôi nhá. Đây là cái phần nắp của nó đây. Và phần đầu thì cái này nó là cái phần tăng đơ, cái phần râu dài anh chị nhá. Tăng đơ cái phần râu dài nó rất là chất lượng như vậy. Đấy, như trên màn hình như này này anh em nhá. Khi mà râu dài thì anh em nhớ tăng đơ cho em cái phần lưỡi ở trên trước, xong bắt đầu mình mới đưa xuống hai cái dây ở đây. Hai cái dây này nó có thể nhún nhảy ở trên cái phần cằm mình mấp mô được. Đó, thương hiệu Bốt. Và cái con này đây, con này nó là 5W này. 5W này xài sạc điện cho nó là 5V. Từ 1A đã lên được rồi nhá. Đã sạc được rồi. Đấy, 5W nên là nó tiết kiệm pin và rất là mạnh. Đấy, đây là những cái chỉ tiêu của nó. Thương hiệu Bốt hàng Made in Germany. Và cái này nó là bằng inox full carbon. Nó gọi là cái gì nhỉ? Nó là inox ngoài là phủ lớp bóng như này, nó là chrome anh em nhé, chrome. Và em sẽ bật thử luôn cho anh em, mọi người nhớ giữ lì cho em 3 giây là bắt đầu máy hoạt động. Đấy, máy hoạt động này. Đấy, mình có thể nhún nhảy
Anh em nghe tiếng rất là khỏe nhá. Giảm tốc độ chạy là 65, tăng là 70 và 75. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có báo phần trăm pin. Ở đây là đang là 88% pin anh em nhá. 88% pin. Ngoài ra nếu mà râu dài anh em gạt cái này lên này. Đấy, gạt cái này lên là nó như một cái tăng đơ nhỏ đó. Như một cái tăng đơ nhỏ đang chạy đấy. Ấn xuống này thì nó lại chuyển sang cái phần tăng đơ râu ở đây. Đó, nó cắt rất là ngon. Và anh em tắt nhanh này, ấn một phát này, bật nhanh này. Đó, còn có đâu đó là anh em phải giữ lì 3 giây là tắt nguồn hẳn. Đấy, tắt nguồn hẳn và giữ lì 3 giây tiếp theo là bật nguồn hẳn luôn, là bật nguồn. Còn đây thương hiệu Bosch, hàng rất là ok để anh em mình xài. Mẫu này các bác nào về tặng tặng người thân rồi là mình xài rất là xịn sò luôn. Giá em gửi đến cho anh chị em một con máy dao cạo, một máy cạo râu Bosch như này. Ngày trước của nó là 700.000 một con. Đó, thì em còn mấy con thì để anh em với cái mức giá là 600.000 đồng một con. Đó, 600.000 đồng bao ship cho anh chị em. Đấy, thì hàng nó đắt một chút nhưng mà nó rất là chất lượng để anh em mình xài. Đấy. Cái này mẫu này anh em mình về làm tặng quà biếu rất là chất lượng cho các bác. Đây là cái phần nắp của nó này, phần nguyên bản của nó như vậy. Đó. Đây, nó như này. Đấy, mọi người nhá. Nó như vậy. Máy cạo râu Đức nhá, máy cạo râu Đức Bosch giá 600k bao ship. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu đến cho anh chị em một con máy massage dành cho các bác nào mà làm việc nhiều máy tính mệt mỏi. Thì hay bị mỏi mắt ấy, thì mình có thể tham khảo qua một cái mẫu máy massage mắt như vậy, hàng nội địa Nhật luôn. Con này sẽ sử dụng nguồn sạc cho nó là nguồn USB 5V các bác nhá. Chân là chân tai chi các bác hết pin, cắm vô đây cho em để sạc. Đó. Mỗi một lần sạc thì anh em dùng được rất là nhiều lần nên là yên tâm về cái sản phẩm này anh em xài. Mẫu này nó có thể kết nối được Bluetooth để nó phát nhạc ra cho anh em mình thư giãn mà. Đấy, mình sẽ giữ lì thì nó sẽ có báo phần trăm pin bắt. Đó, có tiếng cô gái Nhật Bản nói đó. Đó, mọi người nghe tiếng không? Đây này, chỗ này đang căng hơi này anh em nhá. Nó sẽ đẩy hơi ra và nó sẽ massage cái phần mắt của mình, cái vùng mắt của mình cho đỡ bị thâm, nó mệt đỡ mệt mỏi. Cũng như là có cái tính năng là sưởi ấm mắt. Đấy, sưởi ấm mắt. Đấy, co giãn đây này. Các bác có thể kết nối Bluetooth cho nó và mình muốn nghe bài nhạc nào cũng được luôn. Đó. Con này trên thị trường người ta đang để anh em với mức giá là 800.000 đồng một con. Nhưng mà em Thanh để cho anh em giá cực kỳ tốt nên các bác yên tâm mà dùng thôi. Đây này, rất cứng này. Xong rồi nó lại thả hơi ra này. Xả hơi. Đó, mọi người thấy không? Đây, em sẽ đeo lên mô phỏng cho anh chị em này. Đấy, và mình cứ ngửa cổ lên, mình nằm, mình thư giãn. Rất là tuyệt vời, nó bó sát vào đây. Và khi mà mình đeo như này á, thì cái tiếng nhạc nó dội vào hai tai, nó rất là sảng khoái luôn các bác nhá. Rồi, ok anh chị nào cần cái mẫu này thì báo em Thanh này. Rồi, giá một cái bộ như này nhá. Em sẽ ghi vào đây cho anh chị em luôn này. Giá máy massage mắt là 650k thôi. 650k em hỗ trợ anh em phí ship luôn nhá. Cái này anh em nào mà đã nhìn thấy rồi ấy, thì giá trên thị trường người ta đang bán là 800.000 cơ. 800k một bộ. Đó, nhưng mà em Thanh chỉ gửi cho anh em cái giá cực kỳ là tốt nhá. 650.000 để các bác về trải nghiệm. Đấy. Đấy, vừa massage vừa nghe nhạc rất là thoải mái luôn. À, chế độ nhá mọi người nhá. Đó, mọi người thấy không? Chuyển chế độ các thứ đây. Đấy, có cả tiếng cô gái Nhật Bản nói luôn. Và muốn tắt ấy, mọi người nhớ giữ lì cho em nhá. Đó, như vậy là tắt ạ. Còn mình muốn bật lên nhá thì mình giữ lì nút nguồn cho em. Đấy, đợi trong giây.
Đó. Mọi người không? Thấy không? Đấy, giữ lì cho em nó lại lên. Mọi người có thể vào điện thoại kết nối Bluetooth cho nó để mở nhạc khác. Rồi, anh chị nào cần thì báo em Thanh nhá. Tiếp theo thì em Thanh về được cái lô vật cầu lông. Đấy, vật cầu lông. Thì anh em biết rồi, mùa hè đến rồi. Các bạn nhỏ nhà mình được nghỉ hè nên là rất là chăm chú ở những cái điện thoại, lướt TikTok, Facebook rồi là YouTube xem suốt ngày. Dẫn đến là nó không tốt đâu mọi người ạ. Xem nhiều quá không tốt đâu. Mắt là cứ nháy loạn xạ hết lên ấy. Đây thì thay bằng thì anh em cũng mua một số những cái mẫu vợt này cho các bạn ấy thể dục thể thao nhá. Thì em có cái mẫu vợt này thì vẫn giới thiệu cho anh chị em mình rồi. Con vợt này nó là con vợt thân carbon. Đấy, Bastion này, Parker S3, mã của nó S3. Và liền hết như này nhá, liền hết như này. Đấy, liền thân liền khối hết như này. Trọng lượng của này nó đâu đó nó có 2 lạng thôi. Đấy, đánh cầu lông chiều đến là các bác thể dục thể thao. Cước căng là 9kg. Đấy, cước căng 9kg và nó được viền sâu như này. Được lõm làm lõm sâu xuống như này. Cước á, đó, dù cho anh em mình có quăng quật ở dưới chỗ này thì cước cũng không sợ bị đứt. Đấy, rất là hay luôn nhá. Dòng này nó sẽ có hai bản, một bản màu đỏ và một bản màu xanh. Đấy, bản màu xanh. Màu đỏ đây. Đấy, cũng mã của nó là mã model mã S3 nhá, mã S3. Thân của nó thân carbon và khung trên của nó là khung nhôm. Thì con này thương hiệu là Y gì đó, Sport thể thao này. Đấy, badminton Y New. Đấy, thân carbon. Lát nữa thì em cho anh em mình xem. Con này thì rất chia sẻ với anh em là hàng của nó là hàng dành riêng cho nội địa chung nhá mọi người nhá, nhưng mà nó hàng bao chất lượng. Các bác yên tâm một điều là như vậy. Đấy, rất nhẹ, 2 lạng thôi. Gọt thử cho anh em mình xem này. Đấy, thân của nó là thân carbon luôn này. Đấy, dù cái dòng này á, những cái dòng khác ấy mình ấn một phát là nó méo cái nó méo cái này luôn này. Đấy, nhưng mà cái dòng này nó đàn hồi nó cực kỳ tốt, để rất là cao như vậy nhá. Để rất là cao như vậy. Là mình ấn xuống thoải mái luôn này. Đấy, nó có sự đàn hồi và nó sẽ nảy bắn lên luôn. Đấy, mọi người thấy không? Đó là một cái mẫu vợt. Đó thì em test thử cho anh chị em mình để mình biết được cái thân carbon là nó như thế nào. Đấy, cũng không khuyến khích các bác làm như vậy, nhưng mà đây là test thử cho các bác thôi. Là vợt xịn nha mọi người nhá. Vợt xịn giá chỉ có 160.000 thôi. 160.000 một cái. Đấy. Và anh em mua 2 chiếc. Đấy, 2 chiếc thì em sẽ bao ship cho anh chị em đến tận nhà các bác nhá. Đấy, 2 chiếc thì bao ship chồng một cái, vợ một cái, hoặc là hai cha con. Mỗi người một cái chiều đến đánh cầu lông. Đấy, một cặp này là 320 này, bao ship cho anh chị em mình đến tận nơi. Hàng xịn luôn các bác nhá.